Ngày 22 tháng 8, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 392, đại tướng quân Arbogast chọn Eugenius lên ngôi hoàng đế của đế quốc Tây La Mã. Năm 564, nhà truyền giáo Columba thuật rằng ông trông thấy quái vật ở hồ Loch Ness, Scotland. Năm 1639, công ty Đông Ấn Anh mua một dải đất nhỏ mà nay là Chennai, nay là thủ phủ bang Tamil Nadu của Ấn Độ, từ quân chủ của đế quốc Vijayanagara. Năm 1642, nội chiến Anh bùng nổ với việc quốc vương Sully I tuyên bố nghị viện là kẻ phản bội. Năm 1875, hiệp ước San Petersburg được phê chuẩn, theo đó đảo Sakhalin thuộc về Nga còn quần đảo Kuril thuộc về Nhật Bản. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày đẫm máu nhất trong lịch sử quân sự Pháp với 27.000 binh sĩ tử trận khi giao tranh tại Rossignol trong khuôn khổ trận Ardennes. Năm 1920, Ủy ban Cách mạng lâm thời Ba Lan giải thể, Ủy ban thành lập bởi những người Bolshevik Ba Lan lưu vong tại Nga. Năm 1968, Giáo hoàng Paulo VI đến Bogota, Colombia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng Giáo hội Công giáo Roma đến Mỹ Latin.